Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Thầy Ezzy đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Play Together nhé. Và nếu như em nào thích video này hãy lại cho mình một like nha, một comment và một chia sẻ, nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Thì mình phải rất là khó khăn thì mình mới vào được game này anh em ạ. Đã bảo gì buổi chiều, buổi từ chiều đến tối và giờ này thì quá đông người vào. Ok, thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đi câu cá đây anh em ơi. Kiếm một cái chỗ nào đó cao cao để câu nhỉ, hay mình đi vào chỗ cái phần là camping ấy để mình kiếm một số thứ. Ô, bây giờ đang là ấy anh em ạ. Ui, bây giờ đang là thử thách đi câu đi ấy, đi chơi nhà ma đi anh em ơi. Nửa đêm này chỉ chơi nhà ma được mà. Đây là khinh khí cầu. Oh my god, khinh khí cầu mình chơi chưa? Anh em nào chơi khinh khí cầu chưa? Chưa bao giờ đúng không? Bay rồi kìa. Có cứu. Nó bay rồi. Chúng ta có thể ngắm. Oh my god, khinh khí cầu bay đi đâu vậy? Chẳng biết được luôn. Rồi thì chúng ta thử thách trên nhà ma đây anh em ơi. Nửa đêm chơi ở nhà ma mà. Đây. Oh my god. Ôi rồi, hình như là có quà bảo trì anh em ạ. Đây là nhà ma nhá. Rồi, và đây là nhà ma anh em ơi. Mình sẽ mặc cái bộ quần áo đâu nhỉ? Ôi mình có cái quần áo mới gì này? Tham kiến điện hạ này. Hoàng thượng giá lâm. Ủa, 150.000 anh em ạ. Chúng ta sẽ có một cái bộ quần áo ta là vua. Mặc long bào để trở thành vua. 150.000 anh em ơi. Nhìn trông nó đẹp thật đấy. Ui, đẹp thật. Có thêm gói gì không anh em ơi? Review gói luôn. Gói kích thước màu sắc 499.000. Cái gói trở thành mặc long bào đẹp anh em, 150.000 này. Thấy không bị mất. Và nó cũng rẻ nữa, có 150.000 trở thành vua luôn anh em ạ. Nhưng mà chỉ được một cái set đồ thôi. Bốc thăm vũ trụ bí ẩn. Có thêm cái set gì được mà ong mật. Không anh em ạ. Chỉ có cái bộ nhà vua thôi anh em ơi. Đẹp thật, mai mình sẽ mua cái bộ đấy ha. Rồi, ta sẽ tính sau mình vào chơi nhà ma đi anh em ơi. Yes, nhà ma này khá là hay. Chơi sẽ như nào? Cái trò này nó khá là vui là anh em sẽ đóng giả mấy cái đồ vật ấy để cho bọn zombie nó không tìm được ấy. Kiểu như vậy. Oh, wow. Ra mắt bộ long bào anh em ơi. Đẹp dã man con ngàn luôn ấy. Anh em có nên mua? Tôi nghĩ tôi nên mua một cái bộ đấy về tôi mặc. Đúng là nhà vua luôn anh em ạ. Ui đẹp dã man. Nhưng mà nó chỉ là một cái bộ long bào nên hơi được cùi á. Nó không được cày cuốc, không được có đồ đấy gì ấy. Giờ. Oh my god. Cái cột này thì trốn ở đâu? Cột này trốn đâu bây giờ? Ở đây mình thành cái này có vẻ là ổn áp anh em ạ. Cái này rất là chuẩn rồi anh em. Vẽ cái cột kia thì nhìn thấy chi quái được. Phúc một là bị bắt. Đây, khi mà vào gần ấy thì nó sẽ hiện hình hay hiện cái gì đó lên đây anh em ạ. Vãi đạn, nó bắt được mình rồi. Thật sự thấy ma rồi anh em ơi. Đây thấy ma rồi. Nhục rồi. Kiếm xem, nếu mà chỗ nào nó có ấy thì nó sẽ lấy nha anh em. Finish. Mọi người đều biết thầy ma rồi, thua hết rồi. Khó nhỉ? Sợ game khó khăn ta. Dễ đâu. Dễ đi nào đâu. Winner. Sao mình thua? Ảo thật đấy. Thôi cái này thì tí sau ấy. Cái bộ quần áo vua đẹp quá anh em ạ. Anh em, theo anh em có nên mua cái bộ quần áo đấy không? Mình nghĩ là nên mua cái bộ quần áo đấy anh em. Bộ vua đẹp quá, có mỗi bộ quần áo vua thôi à?
Có cái gì không nhỉ? Có cái gì à? Có quà. Ui ôi, tặng mỗi cái này. Nhưng mà nhá, bây giờ có quần áo vua thì chúng ta phải cần có long bào, phải có đây. Chúng ta phải có cái nhà rào ngói đá, chúng ta phải có ngai vàng. Đấy. Chúng ta phải có bộ chăn nệm quý tộc. Đấy. Ngai vàng cho vua, tranh treo tường, hai này không cần, đèn lồng lụa không cần. Gấu bông chuyển đến Hàn Quốc thì cũng không cần. Kiếm vương miện từ các nhiệm vụ. Ok. Tao đi chơi game à? Chắc đi chơi game hôm nay rảnh rảnh ngồi chơi mấy cái mini game à? Câu cá thì cũng chán lắm rồi. Câu cá chắc là để đêm đủ một thứ. Chơi mấy cái game này để kiếm thêm điểm anh em ạ. Tội gì? Chơi càng nhiều mini game thì anh em sẽ càng kiếm thêm nhiều điểm. Cày cuốc cả ngày cũng ok mà. Thì chúng đang rảnh ngồi chơi mini game cũng vui mà. Sau đó thì khi nào mà có ngai vàng thì mình sẽ mua bộ đồ vua để mình mặc thì nó sẽ rất là đẹp. Anh em thấy hợp lý không? Quá là hợp lý luôn nhỉ. Đừng để bánh xe nó quay. Ôi game này khó. Nice, control. Ok, dễ mà. Khó ở đâu anh em? Dễ mà. Đấy. Dễ không? Má thì dễ vãi lều à. Đấy. Tám bảy sáu năm bốn ba hai một, cố gắng trụ anh em ơi. Một rồi, thắng rồi. Dễ mà, game phải dễ dã man luôn anh em. Game là dễ. Tôi sẽ mặc áo long bào. Đây là thật ra đây không phải áo long bào, đây là áo của quý tộc anh em ạ, quý sở tộc thôi chứ không phải long bào. Long bào vua đẹp thật. Phải mất tiền nhá, không thể kiếm được bằng cái khác à. Ok, cái này đua thì cũng dễ mà. Lên ạ, lên được, lên được, lên được, lên được. Nếu mà hoàn thành tất cả các màn chơi chỉ được có 5 điểm mà. Nếu mà vô địch thì được nhiều. Fuck you. Ok, đi 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 đi. Đi đi, nào đi đi. Rồi, 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 hợp lý hả? Ok. Tôi sẽ đi cái đường này à. Tên 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 dã vào cái đá đỏ là chúng ta sẽ chết nha anh em. Nói chung là dễ mà, dễ ợt này mà anh em, mấy thằng kia đi hơi bị ngáo ngáo rồi. Cái này khó à. Về đích. Yes. Top 1, 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 top 1. Top 1. Cười 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 mặt vào nó cái anh em. Thế còn kiểu đang em về rồi mà còn. Mình có thể thay quần áo trong này không nhỉ? Không thay được anh em. Có con gái chơi trò này khá nhiều à. Thằng kia đứng lên đầu rồi con kia chứ.
đứng ạ, thích 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 đứng ạ. Ta hạng 1, ta phải đứng trên đầu các người. Ok ok. Chậm quá anh em. Chậm quá, chậm quá, chậm quá, chậm quá. Mày nhợt, mày nhợt. Mày nhợt, mày nhợt, mày nhợt, mày nhợt. Đứng ở đầu người khác. Có đứng được khối, có đứng được khối bạn ạ. Có đứng được khối bạn ạ. Nhìn mình trông khá là buồn cười ha. Yeah. Denver. Nếu mà cho nhất thì sẽ được khoảng 10 điểm. Nhìn chung là cày. Cày và cày và cày. Cho đỡ phí 150.000 anh em ạ. Chắc là tối ngồi cày ha. Đêm mà tối ngồi cày kê mà. Đâu? Tại sao mình bị rơi xuống chỗ kia nhỉ? Ôi trời ơi, đi đằng kia chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chỉ có 7 người mới đích anh em ạ. Đi cùng mấy ngày đi. Còn 1 hay là 2 điểm nữa. Đâu nhỉ? Kia, chơi xong rồi, xong rồi, xong rồi. Xong rồi, fail. Fail cay. Nghĩ mà cay thật. Cút. Trời ơi, fuck you. Fuck you. Được mấy vương miện. Ok, được 2 vương miện anh em ạ. Rồi thì chắc chúng ta phải kết thúc cái tập hôm nay tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Chắc là thế thôi chứ làm nào bây giờ. Fuck you. Điện hạ, tham kiến điện hạ. Oh. Wow, đẹp thật. Nhưng mà cái này chỉ cái này đắt, thật sự là đắt. Thật sự rất là đắt anh em ạ. Tại vì là 150.000 chỉ được 2, 1 bộ đồ.